May quá, vừa tính mở cái bản trung chuyển tiếng Hoa ra để mà dịch cao thủ chân tu thì có bạn nhắn trong YouTube là nó ra rồi. Đúng là vô kiểm tra thì chuyện nó ra thật, ra được 14 chương. Khỏe, khỏi mất công test, test con mắt để mà dịch. Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 1869 đến chương 1875. Diệp Lăng Thiên chấp bút xong, Cận Vô Trần nhìn hai hàng chữ trên mảnh vải, sau đó quay sang Cận Lãnh Hàn và Vi Lạc. Vẻ mặt của bọn họ lọt hết vào trong tầm mắt của ông ta. Sao? Các người biết Diệp Lăng Thiên này à? Hơn 100 năm nay, ông ta luôn sống ở nơi hiểm trở ngoại ô phía Tây, ẩn nấu trong hầm rừng sâu núi thẳm, chuyên tâm tu luyện, không bước vào trần thế. Vì ông ta cảm nhận được gần đây có vô số vương cấp đang rục rịch xuất hiện, nên ông ta mới xuống núi, quay về cảng đảo. Nhưng ông ta không hiểu rõ về giới võ thuật quốc tế hiện nay cho lắm, cũng không quá rõ ràng về những hậu bối mới lên. Cận Lãnh Hàn vừa nghe thấy vậy, vội vàng gật đầu. Diệp Lăng Thiên có thể nói là nhân vật thành danh nổi tiếng nhất thế giới ngầm trong 2 năm gần đây. Từ khi cậu ta bước vào con đường võ thuật thì liên tục giết chết các cao thủ. Tuổi còn thanh niên mà đã trèo lên đỉnh cao của giới võ thuật đương thời, sánh ngang với những vương cấp như ông Tổ. Thậm chí trang web cao thủ quốc tế còn so sánh cậu ta với thẩm phán vương của Viện Trọng Tài và chủ nhân của La Võng. Ông ta vừa nói vừa kể lại những chuyện mà Diệp Thiên đã làm. Gì mà kiếm chém máy bay chiến đấu siêu thanh, đánh bại Viện Trọng Tài, La Võng, cuối cùng một mình giết chết 6 vương cấp vào 1 tháng trước. Cận Vô Trần im lặng lắng nghe, càng nghe đến cuối, hai mắt ông ta càng sáng rực lên, trông rất tò mò và hứng khởi. Ta vào núi 100 năm, chỉ mong tiến thêm một bước nữa, có thể tìm được con đường vượt qua vương cấp. Bây giờ ta tự nhủ, trong vương cấp người có thể đối địch với ta không quá 20 người, nhưng không ngờ hơn 100 năm nay trên thế giới lại sinh ra một vị thiên tài tuyệt thế như vậy. Hay lắm, rất hay. Ông ta buông tay xuống, mảnh vải trong lòng bàn tay ông ta đã bị chấn nát thành bột mịn. Truyền lệnh của ta, từ nay về sau nhà họ Ngụy sẽ là kẻ địch sống còn với nhà họ Cận chúng ta. Ở cảng đảo có họ Cận thì không có họ Ngụy, có họ Ngụy thì không có họ Cận, hả? Cận Lãnh Hàn và Vi Lạc nghe vậy lập tức cứng đờ, vô cùng kinh ngạc. Cận Lãnh Hàn không kìm được lên tiếng: Thưa ông Tổ, đằng sau nhà họ Ngụy là Diệp Lăng Thiên. Cậu ta có thể không mạnh như người, nhưng cũng là một vương cấp hiện nay. Chúng ta có thể ra tay với những nhà quyền thế khác, tránh nhà họ Ngụy ra. Vì sao cứ phải động vào nhà họ Ngụy mới được chứ? Theo ông ta thấy, động vào nhà họ Ngụy đồng nghĩa đối địch với Diệp Thiên. Mặc dù Cận Vô Trình từng là thống lĩnh đại nội Tiền Thanh, một trong những nhân vật chính của trận chiến vương cấp 100 năm trước, tu vi hùng mạnh, nhưng Diệp Thiên cũng là vô địch thiên hạ, lên như diều gặp gió. Hai bên tranh đấu, trong lòng ông ta không có chút tự tin nào. Sao? Cháu cảm thấy ta không nắm chắc phần thắng với một kẻ hậu bối mới lên sao? Cận Vô Trần dường như phát hiện ra suy nghĩ của Cận Lãnh Hàn, mỉm cười nhàn nhạt. Chuyện này Cận Lãnh Hàn không biết nên trả lời như thế nào. Trong lúc ông ta đang do dự, Cận Vô Trần bỗng nhiên bật cười. Ông ta nắm một tay lại, mặt biển phía sau Habu Villa giống như bị cái búa lớn nện xuống, cuộn lên lớp sóng cực lớn. Cơn sóng cuồn cuộn tạo thành một bức tường nước sừng sững giữa trời, cao mấy chục trượng, kéo dài 300 mét trên mặt biển. Nếu bức tường nước khổng lồ này đổ sụp xuống thì chắc chắn là biển gầm sóng cuộn, nuốt chửng vô số sinh linh và kiến trúc phòng ốc. Một thủ đoạn như vậy, giơ tay nhấc chân, giống như là thiên tai giáng xuống, đúng như là thần tiên ma quỷ à. Vương cấp cùng chia ra mạnh yếu. Dưới vương cấp 9 sao, bất cứ vương cấp nào cũng chỉ là con sâu cái kiến. Một câu nói của Cận Vô Trần đã trấn áp Cận Lãnh Hàn và Vi Lạc hoàn toàn. Hai người im lặng trong chốc lát, sau đó khom người sát đất. Tuân lệnh ông Tổ. Ngày hôm nay, Diệp Thiên mặc áo thường ngày, ngồi ăn cơm ở nhà ăn đại học cảng đảo. Nhiều nữ sinh trang điểm xinh đẹp ở xung quanh,
đang tò mò đánh giá thanh niên nho nhã đeo kính đẹp trai này. Một làn gió thơm lừng thổi qua, Diệp Thiên hơi ngẩng đầu lên. Hoa khôi trường đại học Tử Kính Hoa, hoa hậu tương lai của cảng đảo Nhật Uyển Doanh đã đến đứng bên cạnh, trong tay còn cầm hai bình nước uống. Tôi biết ngay là anh ở đây mà. Nhậm Uyển Doanh cười ngọt ngào, dứt soát, ngồi xuống đối diện với Diệp Thiên. Tìm tôi có việc gì? Diệp Thiên uống một ngụm nước canh, vẻ mặt không hề có biểu cảm gì. Anh không hề biết những sinh viên xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đây, mời anh uống nước. Nhậm Uyển Doanh đưa một bình hồng trà đến trước mặt Diệp Thiên, ánh mắt mong đợi. Không cần đâu. Diệp Thiên không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối. Tôi có canh rồi. Anh hoàn toàn không muốn nhận ý tốt của Nhậm Uyển Doanh. Nhậm Uyển Doanh nhíu mày, sau đó trước ánh mắt kinh hãi của mọi người trong nhà anh, cô ta bưng chén canh trước mặt Diệp Thiên lên, uống hết một hơi, không hề để tâm lúc nãy Diệp Thiên vừa mới uống xong. Bây giờ tôi uống hết rồi, có thể uống thức uống tôi đưa rồi chứ. Cô ta đặt chén xuống đất, xuống bàn, nhìn Diệp Thiên với ánh mắt quật cường. Diệp Thiên xoa xoa sống mũi, trong lòng vô cùng bất lực, đành thở dài một tiếng nói, cô Nhậm, cô đang làm cái gì vậy? Cô Nhậm sao? Lẽ nào anh không gọi tôi là Uyển Doanh được hay sao chứ? Chúng ta không phải bạn bè sao? Trên mặt Nhậm Uyển Doanh thoáng qua vẻ thất vọng, buồn bã nói. Uyển Doanh, cô Nhậm, tôi nghĩ chúng ta không nên thân thiết đến vậy. Cô là bạn của cậu Phó, tôi cũng là bạn của cậu Phó, vậy nên chúng ta quen biết nhau. Nhưng quan hệ của chúng ta chưa chắc đến mức là bạn bè nhỉ? Diệp Thiên lạnh nhạt đáp, hơn nữa, tôi chỉ là một sinh viên nghèo kiết từ Hoa Hạ đến đây, sống qua ngày nhờ lương làm thuê và tiền học bổng. Còn cô Nhậm là hoa hậu tương lai của cảng đảo, hoa khôi trường đại học Tử Kính Hoa. Nhìn thế nào thì khoảng cách thân phận giữa chúng ta cũng không nên trở thành bạn bè chứ nhỉ? Cô không thấy những nam sinh ở xung quanh đều có vẻ mặt muốn giết chết tôi hay sao? Tôi chỉ muốn yên tĩnh học tập, làm thuê, sự tiếp cận của cô mang đến quá nhiều phiền phức cho tôi. Phiền phức sao? Nhậm Uyển Doanh cắn môi, vẻ mặt uất ức. Tôi là một đứa con gái, anh là một người đàn ông. Tôi còn không sợ ánh mắt của người khác thì anh sợ cái gì chứ? Tôi thích đi theo anh, ở bên cạnh anh, có cái gì sai sao? Diệp Thiên lắc đầu, đặt khay thức ăn xuống. Cô Nhậm, với danh tiếng và thân phận của cô phải tìm một cậu ấm nhà giàu giống như cậu Phó ấy. Sau này người đó có thể cho cô hạnh phúc, cho cô cuộc sống có chồng giàu sang. Cô nhìn tôi đi làm thuê ở quán bar, lương một tháng 3 triệu. Tháng này còn bị trừ mất một nửa, chỉ còn có 1 triệu 8. Mỗi ngày chỉ có thể ăn uống đơn giản ở nhà anh. Cô nghĩ rằng đi theo tôi sẽ có tương lai hay sao chứ? Mặc dù trong mắt Nhậm Uyển Doanh đã ngần ngấn nước, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn vô cùng kiên cường. Ai nói với anh tôi muốn gả vào nhà giàu có chứ? Cái tôi theo đuổi là người mà bản thân mình thích, là tình yêu mà mình quý trọng. Tôi thích con người của anh, không liên quan đến thân phận hay gia đình gì cả. Bảo tôi đi theo anh ăn cơm mắm cá cơm cá, tôi cũng vui lòng. Đi theo người khác, cho dù có suốt ngày đi xe sang du thuyền, tôi cũng không thấy vui. Diệp Thiên, hôm nay ở nhà anh này, ngay trước mặt nhiều người, tôi có thể nói thẳng với anh, Nhậm Uyển Doanh tôi thích anh, vô cùng thích anh. Nhậm Uyển Doanh nói xong, gương mặt đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào Diệp Thiên, không hề quan tâm khuôn mặt của những người xung quanh đã há to thành hình chữ O. Cô ta không thể tưởng tượng mình lại tỏ tình với một người con trai chỉ mới quen biết hơn 2 ngày, đã vậy còn cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có chút trộm mừng. Diệp Thiên bất lực gãi đầu, cuối cùng chỉ đành thở dài, quăng ra đòn cuối cùng của mình. Cô Nhậm, không giấu gì cô, tôi đã có bạn gái rồi, hơn nữa, bên cạnh tôi cũng có rất nhiều cô gái có quan hệ không rõ ràng với tôi. Dù là một cô gái kiên trung đến đâu, nghe người mình thích thừa nhận bản thân là một kẻ đào hoa, cũng sẽ có suy nghĩ khác. Đối với một cô gái chỉ mới quen biết anh hơn 2 ngày nay như Nhậm Uyển Doanh, anh cũng hy vọng cô ta có thể biết khó mà lui. Trong cuộc sống của anh, quả thực có quá nhiều cô gái dây dưa không rõ với anh. Nhưng những cô gái này đều quen biết với anh trong thời gian rất dài.
trải qua rất nhiều chuyện nên anh mới bằng lòng dốc sức vì bọn họ. Nhậm Uyển Doanh chỉ mới quen biết anh được 2 ngày nay, nếu như không phải vì Ngụy Tử Phó, bọn họ thậm chí sẽ không quen biết nhau. Diệp Thiên không định để cho Nhậm Uyển Doanh bước vào cuộc đời của anh. Nhậm Uyển Doanh chớp chớp mắt, bỗng nhiên đứng dậy, trông như tức giận bỏ đi. Nhưng là lúc cô ta đi ngang qua Diệp Thiên thì bỗng nhiên cúi thấp người nghiêng đầu, hôn một cái chụt lên môi Diệp Thiên như là chuồn chuồn lướt sóng. Một cái hôn kết thúc, cô ta ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi về phía cửa nhà anh. Nhà anh vẫn còn vang vọng giọng nói to rõ của cô ta. Diệp Thiên, cho dù anh có nói cái gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Nhậm Uyển Doanh tôi muốn ở bên anh mãi mãi. Cho dù anh có bực bội như thế nào, tôi cũng sẽ quấn chặt lấy anh. Diệp Thiên hơi sững sờ, nhất thời không biết làm sao. Trong lúc đó, một bóng người đứng sững sờ ở lối vào khác của nhà anh, chính là Ngụy Tử Phó. Ngụy Tử Phó sững sờ đứng ở cửa nhà anh. Vừa rồi cậu ta rõ ràng đã nhìn thấy cảnh Nhậm Uyển Doanh hôn Diệp Thiên. Lúc này cậu ta liền cảm thấy não của mình có chút không đủ dùng, không thể suy nghĩ được cái gì cả. Mọi thứ đều hoàn toàn trống rỗng. Do dự một hồi lâu, Ngụy Tử Phó đột nhiên quay người lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, rồi sải bước rời khỏi nhà anh. Trên đường đến trường đại học Tử Kính Hoa, cậu ta liền gọi điện thoại. Nhiếp Vân Hồ, là tôi. Chúng ta đã hẹn tối mai ở võ đài quyền ăn ngầm, nhưng tôi muốn đấu luôn vào tối hôm nay. Ai không tới, kẻ đó le đô hèn. Cậu ta lập tức cúp điện thoại, lửa giận trong mắt vẫn còn hừng hực, sau đó nhanh chóng bước đi. Diệp Thiên không hề hay biết vừa rồi Ngụy Tử Phó đã nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh hôn mình. Anh vẫn còn đang thắc mắc tại sao hôm nay tên nhóc này lại không đến tìm mình chứ. Nhưng anh cũng rất vui vì được rảnh. Ăn trưa xong, Diệp Thiên liền đi đến thư viện. Anh biết mảnh vải mình gửi đến nhà họ Cận hôm qua, ông tổ của nhà họ Cận vẫn chưa nhận được. Nếu ông tổ nhà họ Cận vẫn cố chấp muốn ra tay với nhà họ Ngụy, vậy thì anh phải chọn một bên. Một khi một trong hai bên ra tay thì cuộc sống của anh ở cảng đảo sẽ coi như xong. Cuộc sống bình yên thư thái như thế này cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Vậy nên anh phải tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi tươi đẹp này như một lời tạm biệt cuối cùng khi đến đây. Diệp Thiên vừa chọn một cuốn sách của Freud, ngay khi định ngồi xuống, bỗng một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện bên cạnh anh. Sao lại là cô nữa? Diệp Thiên khẽ cau mày, anh thực sự cạn lời với cô gái bướng bỉnh này. Xem ra mình đi đâu thì cô ta cũng tìm được, lại còn chọn đúng nơi đúng chỗ. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn định dính lấy anh đấy. Cho dù anh có thái độ như thế nào với tôi, thì tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Nhậm Uyển Doanh nở nụ cười ngọt ngào rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên. Trên tay còn cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình, ép chặt vào cánh tay Diệp Thiên. Chỗ hai người ngồi vốn dĩ đã rất hẻo lánh, không có mấy người. Diệp Thiên thích những nơi yên tĩnh như thế này, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Nhậm Uyển Doanh đã làm cho mọi người xung quanh nháo nhào. Bọn họ giả vờ đọc sách, nhưng thực ra lại lén nhìn trộm hoa khôi của Đại học Tử Kính Hoa. Tôi nói này cô Nhậm, cô có chắc là muốn làm chuyện mờ ám như vậy với tôi ở một nơi thiêng liêng như thư viện hay không? Nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh không có chút tỉnh ngộ nào, ngược lại càng lúc càng sắp tới gần, Diệp Thiên chỉ đành bất lực nói. Ở đây thì sao chứ? Chúng ta đâu có làm gì ảnh hưởng đến người khác chứ? Đầu Nhậm Uyển Doanh bỗng nhiên dựa vào cánh tay của Diệp Thiên, trông cô ta nũng nịu vô cùng đáng yêu, không hề giống với phong cách nữ thần cao ngạo, lạnh lùng thường thấy trước đây. Nhưng tôi nghĩ cô đang ảnh hưởng đến tôi đấy. Diệp Thiên hơi nhướng mày, giả bộ tức giận, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh muốn hù dọa thử cô hoa hậu cảng đảo tương lai này. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, anh sẽ không làm gì tôi đâu. Ai biết được, Nhậm Uyển Doanh không những không sợ mà ngược lại còn tiến tới gần hơn. Phù! Diệp Thiên hít sâu một hơi rồi trực tiếp nắm lấy cổ tay trắng nõn của Nhậm Uyển Doanh, sau đó kéo cô ta rời khỏi thư viện. Cô Nhậm, tôi nghĩ là... Diệp Thiên định nói gì đó, nhưng Nhậm Uyển Doanh đã ngắt lời anh ngay lập tức. Còn gọi tôi là Uyển Doanh sao?
Diệp Thiên liền cảm thấy bất lực. Như thế anh đã sống một cuộc sống bình thường ở cảng đảo lâu nay quen rồi. Ngay cả một cô gái cũng có thể khiến anh có chút khó xử. Được rồi, Uyển Doanh. Anh nghiêm túc nói tiếp. Cô có bao giờ cho rằng cậu Phó thích cô hay không? Hơn nữa, cậu ấy còn là bạn tốt của tôi. Tôi quen biết cô cũng là nhờ cậu ấy. Bây giờ cô lại nói thích tôi. Cô đoán xem, cậu ấy sẽ nghĩ gì đây? Cậu ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào đây? Nhậm Uyển Doanh không hề hiểu được những chuyện này. Cô ta trả lời một cách nghiêm túc. Nghĩ gì về anh sao? Nhậm Uyển Doanh tôi trước giờ có quan hệ gì với Ngụy Tử Phó đâu chứ? Cho dù cậu ấy có thích tôi đi chăng nữa thì đó cũng là việc của cậu ấy. Nhưng tôi không hề thích cậu ấy. Người tôi thích là anh. Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy là bạn của anh nên tôi và anh mới quen biết nhau? Thế thì tôi không thể thích anh, đúng chứ? Diệp Thiên lập tức không nói nên lời. Anh biết mình không thể thuyết phục được cô gái này nên đã quyết định không nói gì thêm nữa. Vừa định quay lại thư viện đọc sách thì bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi của Ngụy Tử Phó. Này, có phải là Diệp Thiên không? Chuyện là thế này, Ngụy Tử Phó đang ở võ đài quyền ăn ngầm đường Bát Lan. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cậu ta đã vào lồng bát giác để một chọi một với Nhiếp Vân Hồ. Tôi không biết phải gọi cho ai, nên tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể ngăn cậu ấy lại. Anh mau đến cứu cậu ấy đi. Diệp Thiên bắt máy, nhưng đầu dây bên kia không phải là Ngụy Tử Phó, mà là giọng nói tràn đầy lo lắng của Vương Lạc Đan. Cậu Phó và Nhiếp Vân Hồ sao? Diệp Thiên khẽ cau mày, năng lực của Ngụy Tử Phó đến đâu, anh biết rất rõ. Nếu đấu chọi với Nhiếp Vân Hồ, thì chắc chắn Ngụy Tử Phó sẽ hoàn toàn lãnh đủ. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Diệp Thiên cúp máy xong, đang định chạy ra khỏi cổng trường thì bỗng nhiên phát hiện ra Nhậm Uyển Doanh vẫn đang giữ chặt tay của mình. Nhưng hiện tại anh cũng không thể quan tâm đến nhiều như vậy, chỉ đành ôm lấy Nhậm Uyển Doanh rời đi. Võ đài quyền ăn ngầm ở đường Bát Lan đầy ắp những tiếng reo hò, đầu đầu cũng có tiếng la hét cổ vũ của cả nam và nữ. Bên trong lồng bát giác, Nhiếp Vân Hồ mặc quần đùi đang xoạc chân ra. Người ở trước mặt anh ta đã bị đấm ngã về sau, đập vào lồng bát giác. Trên mặt chảy đầy máu tươi, chính là Ngụy Tử Phó. Ngụy Tử Phó rõ ràng đã kiệt sức, căn bản không thể là đối thủ của Nhiếp Vân Hồ được. Nhưng sự tức giận trong ánh mắt đã giúp cậu ta một lần nữa đứng dậy và lao về phía Nhiếp Vân Hồ. Nhưng tiếp theo đó cũng là một đòn nặng nề khác đấm về phía cậu ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Vương Lạc Đan ở bên cạnh hét toáng lên, nhưng lại không có một ai vào ngăn cản. Một khi đã vào bên trong lồng bát giác, trừ khi một bên chịu đầu hàng hoặc là trọng tài cho rằng một bên không thể tiếp tục được nữa, thì lúc đó trận đấu mới có thể ngưng lại. Ở hàng ghế đầu tiên, một người đàn ông trẻ khoanh hai tay trước ngực đang cười khẩy quan sát tất cả. Đó chính là Cận Ức Trần. Còn bên cạnh anh ta chính là vua của thế giới ngầm cảng đảo, Triệu Lạc Sơn, con rồng đầu đàn cùng với cao thủ nam liệt của bang Đông Thăng. Sau khi nhà họ Cận hùng hồn nói muốn càn quét cảng đảo, Đông Thăng đã trở thành băng nhóm đầu tiên nguyện cúi đầu khom lưng trung thành. Ngụy Tử Phó này dường như có chuyện gì đó nghĩ không thông, từ đầu đến cuối vẫn rất cứng đầu, đúng là không biết tự lượng sức mình. Triệu Lạc Sơn khẽ lắc đầu. Cận Ức Trần hừ lạnh, ánh mắt đanh lại. Ngụy Tử Phó đã xé thư mời của nhà họ Cận ra thành từng mảnh. Nếu như cậu ta bị Nhiếp Vân Hồ đánh chết ở đây thì quả đúng như là điều anh ta mong muốn. Bịch! Ngụy Tử Phó lại ngã xuống đất, gượng hồi lâu vẫn không đứng dậy được. Ngay lúc trọng tài định dừng trận đấu và tuyên bố chiến thắng của Nhiếp Vân Hồ, đột nhiên ánh mắt anh ta quét qua, khiến cho trọng tài sợ hãi lùi lại vài bước. Đừng có xen vào, chuyện của chúng tôi vẫn chưa xong đâu. Anh ta đẩy trọng tài ra rồi túm lấy tóc Ngụy Tử Phó. Tên họ Ngụy kia, chẳng phải cậu có bản lĩnh lắm sao? Dám giành người phụ nữ với tôi à? Tôi hỏi cậu, có chịu đâu nhận thua hay không? Ngụy Tử Phó bị túm tóc không thể phản kháng được nữa, nhưng lại có một thanh âm yếu ớt vang lên. Nhận cái quần, có ngon thì anh đánh chết tôi đi. Nhiếp Vân Hồ không hề tức giận hơn nữa, còn nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau đó, dương cùi chỏ định đánh vào phía sau ót của Ngụy Tử Phó. Nhiếp Vân Hồ,
anh muốn chết đúng không? Vừa đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên khắp võ đài, sát khí quái dị cũng đột nhiên lan tràn ra. Nhiếp Vân Hồ, chán sống rồi phải không? Cận Ức Trần và Nam Liệt, hai cao thủ chí tôn đỉnh phong, khẽ giật mình và nhìn về phía võ đài. Một nam một nữ đi tới, người thanh niên đi trước khẽ nhiều mắt với vẻ tức giận. Là tên đó sao? Cận Ức Trần lập tức nhận ra ngay Diệp Thiên. Cận Ức Trần còn nhớ rất rõ, lúc ở nhà họ Ngụy, Diệp Thiên đã nói rằng muốn nhìn thấy nhà họ Cận sụp đổ. Diệp Thiên sao? Triệu Lạc Sơn cũng co đồng tử lại, khẽ kinh ngạc và gọi ra tên của Diệp Thiên. Ồ, ông Triệu cũng quen với cậu ta à? Cận Ức Trần hỏi với vẻ tò mò. Không được coi là quen, chỉ là biết một chút, hình như là tới từ Đại Lục, làm thêm ở một quán bar nhỏ. Cận Ức Trần là người nhà họ Cận, Triệu Lạc Sơn không tiện nói ra việc từng đụng độ với Diệp Thiên, chỉ kiếm đại một câu để nói. Làm thêm, tới từ Đại Lục sao? Cận Ức Trần khịt mũi, anh ta còn tưởng Diệp Thiên có thân phận như thế nào, thật không ngờ là một kẻ làm công chẳng ra gì. Hôm đó nếu không phải vì ông cụ nhà họ Ngụy ra tay, thì tôi đã xử lý cậu ta rồi. Đôi mắt Cận Ức Trần ánh lên vẻ lạnh lùng, anh ta cho rằng nếu lúc đó Ngụy Phó không ra tay thì Diệp Thiên đã sớm chết trong tay anh ta rồi. Nam Điệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thiên và muốn xem Diệp Thiên tới đây vì điều gì. Là cậu sao? Nhiếp Vân Hồ dừng tay, một tay túm tóc Ngụy Tử Phó. Giờ dừng tay thì tôi sẽ không giết chết anh. Nhậm Uyển Doanh đứng sau lưng Diệp Thiên, cô ta chỉ nhìn thấy Diệp Thiên không hề dừng lại, vẫn đi về phía võ đài. Những gì anh nói khiến cô ta phải run rẩy. Cô ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến băng lãnh trong lời nói của Diệp Thiên. Giết tôi sao? Nhiếp Vân Hồ bật cười. Cậu tưởng cậu là ai chứ? Có chút võ thuật thì có thể đánh thắng được tôi và hai vệ sĩ của tôi, rồi có thể thích làm gì thì làm sao? Nói to, cũng chỉ có cậu nói to. Giết tôi á? Cậu dựa vào cái gì chứ? Nhiếp Vân Hồ với vẻ mặt chế nhạo. Tên này vốn đã thắng trong trận đấu võ rồi, nào ngờ nó lại bị thần kinh, cứ đòi gọi tôi tới võ đài để khiêu chiến. Giờ bị tôi đánh thành ra như thế này thì cũng chỉ có thể tự trách nó không biết tự lượng sức. Liên quan gì tới tôi chứ? Anh ta lại liếc nhìn Nhậm Uyển Doanh ở phía sau lưng Diệp Thiên và nhếch miệng cười. Uyển Doanh, nhìn thấy chưa? Ngụy Tử Phó chỉ là một kẻ hèn nhát, sao có thể so sánh với tôi được? Người em cần tìm là tôi. Anh ta nói xong thì siết một tay định bổ vào đầu Ngụy Tử Phó. Đúng lúc này Diệp Thiên lại tiến tới gần hơn võ đài. Xin lỗi cậu, khi thi đấu nghiêm cấm người khác ngoài nhân viên tiếp cận vùng võ đài. Một người đàn ông cao tầm 1m9, cơ thịt săn chắc với ánh mắt đanh thép chặn tới trước mặt Diệp Thiên, không cho anh bước qua. Cút! Diệp Thiên không nói nhiều, chỉ đưa một tay ra túm lấy cổ áo người đàn ông kia. Người đàn ông kinh ngạc, Diệp Thiên nhấc bổng người này lên, ném qua một bên khiến hắn ngã rầm xuống khán đài ở gần đó và bất tỉnh nhân sự. Rầm! Hội trường lập tức xôn xao, người đàn ông đó là quyền vương của thế giới ngầm, có thể nói là người đánh giỏi nhất ở đây. Vậy mà bị một thanh niên dùng một tay ném ra xa hàng mét, đúng là không thể tin được. Nhiếp Vân Hồ cũng lập tức khựng người, nỗi sợ hãi lập tức trỗi dậy. Khi anh ta ý thức được rằng mình đang ở trong võ đài thì mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhóc con, cậu từng cuồng ngạo quá. Tôi ở trong võ đài, cậu có giỏi thì trèo vào đây đi. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, giống như không hề nghe thấy lời nói của Nhiếp Vân Hồ. Anh chộp tay tới túm lấy lưới sắt của võ đài và kéo về sau. Rầm! Võ đài kiên cố bị anh kéo rách, tạo thành một cái hốc to đùng. Và anh lúc này đã đứng bên trong võ đài. Cái gì? Nhiếp Vân Hồ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hoa cả mắt. Một bàn tay siết chặt ít hầu của anh ta và nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất. Anh thấy mình đánh nổi hay không? Hết một tập. Giờ ăn tiếp tập nữa rồi đi làm.